chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 7 tháng 3, và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn công tác của tỉnh Sơn La thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hôm nay kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, tinh thần và khí tiết của ông sẽ mãi trường tồn cùng sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Ân Thi làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các khu cụm công nghiệp. Những việc làm thiết thực của phụ nữ xã Giai Phạm. Và các bạn, nằm trong các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu 1912-2022, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh giai đoạn 2022-2025. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh Sơn La do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã đến thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. Mình đang gọi nếu mà trồng cây mà... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông và đoàn công tác đã đến thăm mô hình sản xuất cây giống ở xã Tân Châu, huyện Quế Châu, mô hình chăn nuôi gà tại hợp tác xã chăn nuôi Nguyễn Gia, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, mô hình sản xuất dưa lưới tại hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Tịnh Phát, xã Tống Chân, huyện Phù Cử. Đây là những mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên đã giới thiệu với đoàn về hiệu quả kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ của các trang trại, hợp tác xã, đồng thời giới thiệu những cơ chế chính sách của tỉnh Hưng Yên trong việc hỗ trợ đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Tại các mô hình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông đánh giá cao quy mô, hiệu quả của các mô hình và yêu cầu các sở ngành và địa phương của tỉnh Sơn La căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, phối hợp với các sở ngành, chủ các mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu tính khả thi của các mô hình, từ đó triển khai thực hiện mô hình trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đồng chí Tô Hiệu, người chiến sĩ Cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp lớn lao trong việc khôi phục củng cố các tổ chức đảng và phong trào cách mạng. Đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng về tinh thần biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, mùng 7 tháng 3 năm 1912, mùng 7 tháng 3 năm 2022, chúng ta cùng nhìn lại sự nghiệp cách mạng của nhà cách mạng tiền bối, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu qua các tư liệu, chúng ta càng thêm tự hào về người con ưu tú của quê hương xứ Nhãn. Với 32 năm tuổi đời, 18 năm dấn thân và hy sinh vì độc lập của dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tô Hiệu là một tấm gương sáng của một chiến sĩ tiên phong, người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo tài năng của Đảng ta. Đồng chí Tô Hiệu hoạt động ở trong nhà tù, lãnh đạo cái cuộc đấu tranh ở đây, huấn luyện đào tạo những nhà lãnh đạo rất là ưu tú của Đảng và nhà nước ta, tổ chức cho bốn đồng chí như là Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Trân, Trần Đăng Ninh, Lưu Đức Hiểu vượt ngục thành công và trở về trở thành những người lãnh đạo của cách mạng. Mặc dù hai lần bị địch bắt và đầy ải trong những nơi địa ngục trần gian, nhưng đó là hai lần đồng chí cùng các đồng chí của mình biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng. Ý chí kiên cường của đồng chí Tô Hiệu đã khiến quân thù phải khiếp sợ, đặc biệt khi bị đầy ở nhà tù Sơn La. Dù bị đói rét và bệnh lao hành hạ, đồng chí Tô Hiệu vẫn giữ vững ý chí chiến đấu. Cái việc giảng dạy học tập cũng như là thảo luận ấy, thì diễn ra trong bất kỳ trong cái điều kiện nào. Có thể là trong những giờ bị giam giữ hoặc là trong cái lúc mà phải đi làm khổ sai, các cái nhóm học tập sẽ tổ chức là
là giảng dạy cũng như là cái việc thảo luận, và nó đã đem lại niềm tin đối với lại cái thắng lợi của cách mạng. Đồng chí Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương viết: giữa những ngày cục diện chung còn mờ mịt, trước khi tắt thở, anh bảo ghi lại cho anh em mấy lời dặn rằng: ánh sáng ngày mai đã ló ở phía chân trời, hãy chuẩn bị đương đầu với những thử thách lớn nhất. Đánh giá về đồng chí Tô Hiệu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã viết: cuộc đời đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng những cống hiến của đồng chí cho dân tộc và cho cách mạng thật là to lớn. Đồng chí đã có công gây dựng và phát triển phong trào cách mạng ở Hà Nội, Hải Phòng và liên tỉnh B, bao gồm các tỉnh miền Duyên Hải Bắc Bộ và Hải Dương, Hưng Yên. Khôi phục xứ ủy Bắc Kỳ cuối năm 1936. Trong những năm bị địch bắt giam, đồng chí Tô Hiệu đã góp phần rất quan trọng biến nhà tù Sơn La thành trường học, đào tạo được nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng, cho cách mạng. Cây đào do đồng chí Tô Hiệu trồng tại nhà tù Sơn La trong thời gian bị giam giữ ở đây đã trở thành biểu tượng không chỉ cho tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của các chiến sĩ cộng sản tại nhà tù Sơn La, mà còn là biểu tượng của sức sống cách mạng vươn lên từ đất chết. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang, đồng chí Tô Hiệu đã rất quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, giác ngộ lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho quần chúng. Tinh thần đó đang được bao thế hệ giáo viên, học sinh toàn tỉnh, nhất là tại những ngôi trường mang tên Tô Hiệu, đã, đang kế thừa và phát huy. Trường tiểu học Tô Hiệu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tiền thân là trường Kiên Bị Xuân Cầu, mang đậm dấu ấn của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Tô Hiệu không chỉ vận động nhân dân đặt những viên gạch dựng trường, đồng chí Tô Hiệu còn trực tiếp giảng dạy từ những ngày đầu mới thành lập. Những dấu tích của ngôi trường Kiên Bị Xuân Cầu những ngày đầu không còn, nhưng tinh thần Tô Hiệu thì còn mãi trong trái tim của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường. Hơn 80 năm qua, trường tiểu học Tô Hiệu ngày càng phát triển với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đủ phòng chức năng, nhà ăn, sân chơi, bãi tập luôn nằm trong top đầu về chất lượng dạy và học. Tập thể cán bộ giáo viên của chúng tôi cũng nhận thức được một điều, đó là chúng tôi cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa. Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học để đáp ứng được cái yêu cầu và hoàn thành tốt những cái chương trình kế hoạch mà Bộ Giáo dục đã đề ra. Và đến nay thì nhà trường đã phấn đấu xây dựng được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và được đánh giá chất lượng, kiểm định chất lượng đạt mức độ 3. Tại thành phố Hưng Yên, trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, một trong những ngôi trường ngoài công lập đầu tiên của tỉnh, cũng đang dần khẳng định chất lượng đào tạo. Hơn 20 năm thành lập, nhà trường đã đào tạo được khoảng 6.000 học sinh. Tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 95% trở lên. Có nhiều năm đạt 100%, học sinh thi đỗ đại học đạt 35% trở lên. Trường đã xây dựng quỹ học bổng mang tên Tô Hiệu để kịp thời động viên khen thưởng các em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm này năm đầu tiên em được vào trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu. Trong 3 năm học tới thì em sẽ cố gắng quyết tâm học tập thật tốt và có ý chí để giành được nhiều thành tích tốt. Tôi rất tự hào khi được làm việc trong ngôi trường mang tên người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, đó là liệt sĩ Tô Hiệu. Và từ cái tấm gương của đồng chí Tô Hiệu, tôi rút ra một cái kinh nghiệm cho bản thân, đó là phải luôn luôn cố gắng, nỗ lực và vượt qua mọi khó khăn để tìm tòi, trau dồi phương pháp dạy và học. Người chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, nhưng cây đào nơi bóng tối nhà ngục Sơn La vẫn đâm chồi nảy lộc, tựa như tinh thần Tô Hiệu không ngừng lan tỏa trong trái tim bao thế hệ giáo viên, học sinh, là động lực để ngành giáo dục và đào tạo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, vươn tầm thế giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3,
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp mặt chúc mừng, động viên Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam theo hình thức trực tuyến. Sự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 15 nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh. Trong không khí trang trọng ấm áp của buổi gặp mặt, thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ Việt Nam, đội ngũ nữ doanh nhân cả nước, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, ý chí tự lực tự cường vượt qua định kiến, vươn lên để đóng góp tích cực của các nữ doanh nhân trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước, nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Thủ tướng Chính phủ mong muốn các nữ doanh nhân tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương phát huy vai trò là cầu nối với chính quyền để tham mưu đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ tích cực nhằm khắc phục những bất cập để đội ngũ nữ doanh nhân phát triển. Thực hiện tốt các chiến lược, nghị quyết mà Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13 sẽ đề ra, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tham gia các chuỗi giá trị cung ứng trong và ngoài nước. Đồng chí bày tỏ mong muốn các nữ doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng chính phủ và địa phương trong công tác phòng chống dịch, thích ứng linh hoạt và đặc biệt là chiến dịch tiêm chủng mùa xuân 2022. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã gửi lời chúc mừng và trao tặng những bó hoa tươi thắm đến đại diện các nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên nhân dịp mùng 8 tháng 3. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của phụ nữ nói chung và nữ doanh nhân cần tiếp tục được củng cố hơn nữa thông qua các phần việc, hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội trong thời gian tới, qua đó tăng cường bảo vệ quyền lợi phụ nữ trong các doanh nghiệp. Đối với Hiệp hội Nữ Doanh nhân tỉnh Hưng Yên, đồng chí đề nghị tổ chức hội cần tích cực thu hút hội viên, củng cố tổ chức hội vững mạnh cả về số lượng và chất lượng trong tất cả các lĩnh vực, đóng góp và phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để hình thành nên những miền quê đáng sống, đem đến sự hài lòng cho người dân, thì các địa phương trong quá trình thực hiện tiêu chí môi trường đã có những giải pháp cách làm hay, phát huy sự chung tay bảo vệ môi trường của người dân. Xã Mễ Sở, một trong hai xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Văn Giang, là một ví dụ điển hình. Hồ nước trung tâm thôn Phú Thị, trước đây là một ao tù, ngập rác, nhưng nay đã trở thành một hồ nước sạch, có cảnh quan đẹp nhất xã Mễ Sở. Đây là thành quả từ sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân. Chính quyền xã Mễ Sở đầu tư cải tạo hồ, xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt riêng, ngăn không cho chất thải bẩn chảy ra hồ, còn người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu vực hồ nước. Với cách làm như vậy, thôn Phú Thị đã cứu được ao làng ô nhiễm và người dân được hưởng môi trường trong lành này. Từ ngày cải tạo được cái ao này thì là cả xóm này là mừng. Ai cũng gọi là có ý thức. Ở đây ai cũng bảo là ở đây phải sống thêm đến 20 năm nữa. Mễ Sở là một trong số ít xã không phải là đô thị nhưng lại có mô hình thu gom rác thải hàng ngày. 8 tổ thu gom rác hoạt động liên tục trong ngày. Đâu có rác là thu gom, đưa đi xử lý trong ngày. Đường làng ngõ xóm không có rác thải ứ đọng. Trên những bờ tường hai bên đường được trang hoàng bằng những bức tranh sinh động mang thông điệp tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Để duy trì được cái đó thì chúng tôi đã chỉ đạo tất cả các tổ chức chính trị xã hội từ xã tới thôn là tổ chức dọn vệ sinh môi trường vào ngày 25 hàng tháng. Thì cái này chúng tôi đã duy trì từ năm 2017, từ khi có nghị quyết chuyên đề về môi trường của Đảng ủy xã Mễ Sở. Mỗi người dân đều có ý thức bảo vệ môi trường sống. Nhiều gia đình ở xã Mễ Sở thực hiện tốt tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong xã hình thành những tuyến đê kiểu mẫu, tuyến đường hoa cây cảnh, con đường bích họa, tạo điểm nhấn về xây dựng cảnh quan môi trường ở xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ có những tuyến đường giao thông được nâng cấp mở rộng và đầu tư làm mới cùng với quỹ đất nông nghiệp lớn nên huyện Ân Thi có nhiều khu cụm công nghiệp đang được triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng. Với cách làm dân chủ, công khai, minh bạch, huyện Ân Thi đang làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để thu hút dự án và đầu tư. Sau các bước tuyên truyền tại cơ sở và đến từng hộ dân, nên ngay tại cuộc họp đầu tiên triển khai công tác giải phóng mặt bằng 50 ha của cụm công nghiệp Văn Nhuệ đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân về các chế độ chính sách đền bù thu hồi đất. Nhân dân của thôn Văn Trạch là rất là đồng tình ủng hộ và cũng rất là phấn khởi vì đây là một cái khu cụm công nghiệp là về phát triển kinh tế, không những địa bàn của xã Văn Nhuệ, của thôn Văn Trạch cũng như của huyện để mà
đảm bảo cái an sinh, nâng cao cái đời sống an sinh xã hội của nhân dân. Hiện tại thì đối với cụm của chúng tôi ấy, thì có một số nhà đầu tư đến từ châu Âu, rồi là Hồng Kông, Đài Loan và Singapore đã đến khảo sát và rất mong muốn sẽ đầu tư tại cụm công nghiệp Văn Nhuệ. Và kể cả những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam thì cũng đã đến và cũng mong muốn là sẽ được đầu tư tại đây. Để công tác giải phóng mặt bằng nhanh, Ân Thi huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cùng vào cuộc, coi công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị chung của toàn huyện, không còn là công việc riêng của từng ngành, từng cơ sở. Nhân dân đồng thuận, ủng hộ là do cách làm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện. Trong đó trước hết, các chế độ chính sách về đền bù, thu hồi đất cũng như các văn bản quy định của nhà nước liên quan đều được công khai và gửi đến từng hộ dân để cùng nhau thực hiện và giám sát trong quá trình thực hiện. Do cái tình hình đại dịch Covid rất là phức tạp, nhưng chúng tôi đã sáng tạo, chúng tôi photo, in ấn tài liệu hồ sơ giấy tờ và chia nhỏ các tổ đội đến từng các hộ dân để tuyên truyền vận động từng người dân một đến tận gia đình, dự vào cuộc quyết liệt từ huyện đến xã. Do vậy cái dự án chúng tôi thực hiện rất là tốt. Hạ tầng giao thông tốt, quỹ đất nông nghiệp còn nhiều là điều kiện để Ân Thi khai thác hiệu quả quỹ đất bằng cách thu hút các dự án và đầu tư. Đây sẽ là tiền đề để Ân Thi có sự bứt tốc, phát triển kinh tế xã hội nhanh cũng như nâng cao đời sống nhân dân trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ đã triển khai nhiều phong trào thi đua, mô hình mới với cách làm sáng tạo và hiệu quả thiết thực. Qua đó, không những giúp đỡ được nhiều hội viên khó khăn, tiếp cận được các nguồn hỗ trợ giúp đỡ, mà còn tạo chuyển biến và sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên. Hơn 2 năm nay, cuộc sống của bà Đặng Thị The ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm đã có nhiều thay đổi tích cực khi được chị em phụ nữ thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ từ nguồn vốn tiết kiệm qua mô hình nuôi lợn đất với số tiền 200.000 đồng mỗi tháng. Sống một mình, thường xuyên đau ốm và phải điều trị thuốc hàng ngày, nên sự đồng hành của chị em đã giúp cho bà có thêm nhiều niềm vui, sự chia sẻ về cả vật chất và tinh thần. Về hoàn cảnh nhà tôi chỉ có một thân một mình, tôi không bơm víu vào ai, không nhờ tựa lỡ ai được, mà tôi không có cái gì nguồn thu gấp gì. May có các chị em bên hội phụ nữ mà quan tâm đến tôi, mà động viên tôi, mà hàng tháng hỗ trợ thêm tiền và mua thuốc để cho tôi khỏe mạnh, tôi rất là vui và phấn khởi. Bà The chỉ là một trong số 17 trường hợp được bảo trợ hàng tháng tại địa phương với số tiền từ 150 đến 350 nghìn đồng mỗi tháng. Kết quả, bên cạnh các hoạt động từ thiện hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo, hội đã vận động 48 hội viên giúp 53 lượt chị em về cây con giống, tiết kiệm tại chi tổ hội trên 320 triệu đồng cho 58 hội viên vay vốn và trao sinh kế, tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội trên 10 tỷ đồng. Đối với hội phụ nữ xã có thể thu hút được các chị em tích cực tham gia các hoạt động của hội cũng như là phong trào chung của địa phương. Bên cạnh đó thì giúp cho các chị em có thể là đoàn kết với nhau để cùng nhau phát triển kinh tế. Không phải những việc làm to lớn mà chính sự gần gũi, giản dị và thiết thực nhất đối với mỗi hoàn cảnh, mỗi phần việc, đó chính là động lực mà chị em phụ nữ xã Giai Phạm đã và đang làm để lan tỏa những lối sống, việc làm đẹp và ý nghĩa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công văn số 483 về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể chính trị xã hội thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, các huyện, thị xã chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đơn vị, kể cả đối với các đơn vị trực thuộc, để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2022. Qua đó, Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh, đến nay số phương tiện dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp. Khoảng 30% số phương tiện đã sử dụng thẻ định danh qua trạm thu phí. Điều này chưa phát huy tốt hiệu quả của hệ thống thu phí theo hình thức ETC.
Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, trên website hungyentv.vn. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những tin tức thời sự quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6 tháng 3 cho biết Mỹ và các đối tác châu Âu đang xem xét biện pháp cấm nhập khẩu dầu của Nga, song nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì nguồn cung dầu mỏ ổn định trên toàn cầu. Trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu, Ngoại trưởng Blinken nêu rõ Mỹ và các đối tác châu Âu đang thảo luận về việc cấm nhập khẩu dầu của Nga, đồng thời vẫn duy trì nguồn cung dầu mỏ ổn định trên toàn cầu. Trước đó ngày 4 tháng 3, Nhà Trắng cho biết đang cân nhắc việc cắt giảm lượng dầu nhập khẩu của Mỹ từ các nhà cung cấp Nga và đồng thời áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tác động đến nguồn cung và người tiêu dùng toàn cầu. Những phát biểu của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh giá dầu tăng vọt trong tuần qua sau khi Mỹ và các đồng minh trừng phạt Nga do Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các phiến quân tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa bị cáo buộc thực hiện một vụ phục kích và tấn công xe quân đội Syria, khiến ít nhất 15 binh sĩ thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Tổ chức giám sát nhân quyền có trụ sở tại Anh cho biết chiếc xe buýt chở binh sĩ quân đội Syria bị phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng IS phục kích hôm 6 tháng 3 ở sa mạc Pamira. Số người chết có thể tăng lên vì hầu hết binh sĩ bị thương nặng. IS hiện chưa tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Từ đầu năm đến nay, 61 binh sĩ Syria và dân quân thân Iran đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của IS tại vùng sa mạc của Syria. Trước vụ tấn công ở Pamira, một xe chở binh sĩ Syria cũng bị tấn công ở khu vực phía đông sa mạc này, khiến 3 người thiệt mạng. Chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa qua đã lần đầu tiên công bố hình ảnh của một trong những lãnh đạo bí ẩn nhất của họ. Theo đó, vào cuối tuần qua, chính quyền Taliban ở Afghanistan lần đầu tiên công bố các bức ảnh rõ nét về quyền Bộ trưởng Nội vụ Sirajuddin Haqqani, một trong những nhân vật bị Mỹ truy nã gắt gao nhất. Hôm 5 tháng 3, ông Haqqani đã tham gia một sự kiện dành cho các tân binh mới tuyển dụng vào lực lượng cảnh sát Afghanistan. Mỹ coi Haqqani là một trong những phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất và treo thưởng 10 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin giúp Washington bắt được nhân vật này. Xin chuyển sang các tin tức thời sự khác. Hai quốc gia Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia thông báo tiếp tục nới lỏng thêm các quy định phòng chống COVID-19 với du khách nước ngoài trong thời gian tới. Theo đó, Indonesia đang cân nhắc miễn cách ly với du khách nước ngoài đến đảo Bali từ tuần tới. Du khách từ 233 quốc gia, trong đó có Hà Lan, Đức, Mỹ, Australia, sẽ đủ điều kiện để được cấp thị thực khi nhập cảnh dựa trên những quy định được chỉnh sửa. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Malaysia công bố việc loại bỏ các hạn chế với du khách Thái Lan và Campuchia kể từ ngày 15 tháng 3. Indonesia và Malaysia từng áp dụng quy trình nhập cảnh nghiêm ngặt để kiểm soát COVID-19 và ngăn biến thể virus SARS-CoV-2 xâm nhập. Tuy nhiên, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch của hai quốc gia Đông Nam Á này. Liên Hợp Quốc mới đây đã bắt đầu đồng ý đàm phán về một hiệp định toàn cầu đầu tiên trên thế giới về chống ô nhiễm rác thải nhựa, và đây được xem là một thành công lớn của thế giới kể từ hiệp định cắt giảm khí thải Paris, mở ra một giai đoạn mới cho việc sản xuất, tiêu thụ và xử lý chất thải bằng nhựa. Mới đây, 175 quốc gia tại Đại hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc họp ở Nairobi, Kenya đã nhất trí thành lập một ủy ban liên chính phủ để đàm phán và hoàn thiện một hiệp ước về nhựa có tính chất ràng buộc pháp lý vào năm 2024. Khuôn khổ cho một hiệp định toàn diện cũng có sự chấp thuận của các quốc gia sản xuất nhựa lớn như là Mỹ và Trung Quốc. Liên Hợp Quốc cho biết tốc độ sản xuất nhựa đã tăng nhanh hơn bất kỳ loại vật liệu nào khác và dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong hai thập kỷ tới nếu không có các biện pháp hạn chế. Chỉ chưa đến 10% trong số này được tái chế và hầu hết được thải ra bãi rác vào đại dương, tạo ra đại dịch rác thải nhựa. Số lượng rác thải nhựa tràn vào các đại dương dự báo sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2040. Chính phủ Chile vừa công bố thành lập một vườn quốc gia rộng lớn để bảo vệ hàng trăm khối băng đang tan chảy do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Vườn băng quốc gia mới của Chile rộng 75.000 hecta, nằm tại khu vực dãy núi Andes và cách thủ đô Santiago khoảng 60 km. Những khối băng lớn trong vườn quốc gia này tích trữ lượng nước nhiều gấp 32 lần so với hồ chứa nước phục vụ 7 triệu dân ở thủ đô Santiago. Chính phủ Chile nhấn mạnh việc thành lập vườn băng quốc gia là bước cơ bản mà nước này đang thực hiện để chiến đấu với tình trạng thiên nhiên bị phá hủy. Ngoài ra,
nơi đây còn giúp bảo tồn các loài thực vật bản địa và các loài động vật khác như cáo và báo. Một nghiên cứu do Đại học Chile tiến hành trong thời gian gần đây đi đến kết luận rằng băng tại miền Trung quốc gia này, bao gồm địa điểm có vườn quốc gia mới, đang giảm quy mô do tình trạng ấm lên toàn cầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại phần tin quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.